Trần Chiết Viễn được Triệu Lộ Tư chăm sóc ở phim trường. Theo tiết lộ, Triệu Lộ Tư là người đã phối đồ cho Trần Chiết Viễn trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư Trần Chiết Viễn đang ngày một được khán giả đón nhận, đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng phim uy tín tại Trung Quốc. Nếu như ban đầu Trần Chiết Viễn bị dân tình chê bai thậm tệ khi biết anh sẽ đảm nhận vai Đoàn Gia Hứa, thì tới thời điểm hiện tại, ai nấy cũng đều phải quay xe gấp, khen lấy khen để vì diễn xuất tốt, ngoại hình điển trai cùng phong cách cuốn hút thời trang của anh. Tuy nhiên ít ai biết rằng hầu hết những bộ đồ Trần Chiết Viễn mặc trong Vụng Trộm Không Thể Giấu đều do Triệu Lộ Tư phối. Thành Xuân không ngoài việc đảm nhận vai trò diễn viên còn kiêm luôn cả stylist. Theo tiết lộ, Triệu Lộ Tư từng theo học chuyên ngành thời trang và người mẫu tại một trường đại học ở Đài Loan, và thực tế đã chứng minh cho các bộ phận áo của Trần Chiết Viễn đều được cho là hợp nhãn với khán giả. Chưa dừng lại ở đó, được biết Triệu Lộ Tư cũng chính là người đã tìm tới các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời còn tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày để phối đồ cho mình lẫn Trần Chiết Viễn. Cách đây không lâu, có nguồn tin cho biết trước khi Vụng Trộm Không Thể Giấu khởi quay, đạo diễn ban đầu của phim là Sa Duy Kỳ đã từ bỏ và nhập đoàn phim vì cho rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu không có triển vọng. Rất may sau đó đạo diễn Lý Thanh Dung, người đứng sau thành công của Cá Mực Hầm Mật, đã đồng ý làm người cầm trịch. Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ trong 2 ngày đầu lên sóng đã phá 10.000 điểm nhiệt độ, trở thành phim hiện đại phá 10.000 điểm nhiệt độ nhanh nhất trên nền tảng Youku. Ngoài ra, nhờ vai diễn Tang Trĩ, Triệu Lộ Tư cũng chính thức được công nhận nữ nghệ sĩ đầu tiên 2 năm liên tiếp có chỉ số nhân vật trên VnIndies phá chỉ nhanh nhất. Vai diễn đầu tiên là Trịnh Thiếu Thương, phim Tình Hạ Sán Lạn.